là sản phẩm không chỉ quen thuộc với người dân địa phương mà còn thu hút khách du lịch mọi miền. Tré từ lâu đã trở thành đặc sản được ưa thích với du khách mỗi khi có dịp đến Đà Nẵng. Tại cơ sở sản xuất tré Ông Chánh, thương hiệu có tuổi đời hơn 50 năm với công thức chế biến gia truyền, bên cạnh đảm bảo hương vị truyền thống. Đơn vị này cũng tự nghiên cứu một số thiết bị mới phục vụ cho sản xuất như máy cắt giềng, máy cắt thịt, ép tré bằng thủy lực nhằm giảm nhân công, tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, khu vực chế biến được bố trí riêng, đảm bảo các tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng thì cái việc đầu tiên là cái nguyên liệu được mua phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra trong khâu chế biến thì chúng tôi sản xuất ngày xưa là làm ví dụ như thịt phải luộc. Ngày nay chúng tôi là chế các máy hấp một lần là cả 100 kg thịt. Và tất cả các khâu sau khi thành phẩm thì chúng tôi gói trong cái phòng điều hòa. Và sau khi mà xuất ra thì đưa xuống này bán cho người tiêu dùng. Để đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, đơn vị cũng cam kết không sử dụng chất bảo quản trong suốt quá trình chế biến. Do vậy, sản phẩm có thời hạn bảo quản khá ngắn và có thể sử dụng liền sau 1 đến 2 ngày sản xuất. Nhận diện thì nó rất dễ, thì đều có cái logo trên đó, logo trên đó và mỗi một cái là có mã số mà vạch phù hợp và dưới lúc nào cũng đề chữ 81 Hải Phòng, Đà Nẵng thì khách hàng có thể dễ dàng mua. Ngoài cửa hàng chính tại Đà Nẵng, thương hiệu này cũng đã xây dựng hệ thống phân phối tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng khắp các địa phương.